Kính Bạch Sư cho con hỏi mẹ con lúc trẻ làm nghề cho tiền góp cũng hung dữ. Mà giờ già rồi không còn làm nữa. Khoảng 20 năm mẹ con cũng biết Phật Pháp theo Phật giáo Nguyên Thủy. Giờ ở nhà giữ cháu nên cũng không còn hung dữ như lúc còn làm nghề cho tiền góp. Nhưng mẹ con hầu như nghề nào cũng nằm mơ thấy đi đánh lộn, thấy ăn trộm, nói chung là nằm mơ đều thấy đánh người ta hay bị người ta đánh rồi quơ tay chân chửi thành tiếng luôn cho con hỏi đó có phải do nghiệp đời này và đời trước không mẹ con thuộc dạng còn nặng tham lắm chuyện tiền bạc đất đai tranh chấp con kêu mẹ xả bỏ bớt đi mà không chịu mặc dù hiện giờ con lo trong gia đình cũng đầy đủ có cách nào giảm bớt được không? Ờ, trong cái giấc uh, mơ đó, trong cái giấc mơ đó uh, có um, một cái kiểu giấc mơ là chúng ta thấy được cái cái thú tướng của mình và thấy được cái nghiệp tướng của mình thì uh, đây là một cái điều không nên nhất là đối với những người mà quá khứ chúng ta đã tạo nhiều nghiệp bất thiện ví dụ như trường hợp này đó khi mà quý vị mơ như vậy tức là quý vị thấy được cái nghiệp quá khứ và cái quả quá khứ hay cả thì như vậy uh, nếu như không có gì cải thiện thì khi thân hoại mạng chung À, chúng ta không tránh được địa ngục và uh, hoặc là ngạo quỷ hoặc súc sanh đâu tránh không được tại vì cái uh, cái nghiệp tướng và cái thú tướng nó đã hiện ngay trong cái giấc mơ rồi ừ, chúng ta gọi nó là cái sự ám ảnh ha. thì uh, đây là một cái trạng thái rất là nguy hiểm ừ. thành ra đó nếu như mà mẹ của quý vị biết sợ đó Quý vị nhắc dùm đó là ông sư ông nói đó. cái mà mình nhìn thấy đó là cái nghiệp tướng và cái thú tướng đó là cái mà mình chuẩn bị đi tái sanh Là nếu như mà mình tái sanh là mình sẽ sanh vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xúc sanh. Đi không có xa, đi không có xa, đi gần lắm, gần đi xuống dưới. À, thành ra đó, muốn cứu được thì chỉ có cách là mình học cái khả năng buông bỏ bằng cách nào? bằng cách tập bố thí. Tập bố thí. Quý vị uh, có thể um, cần một cái quá trình mà sư thì sư không chắc là khi mà cái 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 nghiệp nó chỗ như vậy đó thì uh, có chờ kịp hay không thì sư không chắc. Uh, nhưng mà nó cần cái quá trình đó là gì? Uh, quý vị um, có thể đi làm, quý vị uh, có tiền á. À, lâu lâu thì quý vị giả vờ là hôm nay con bận tháng này con bận à, má à, đi ca à, à, tăng dùm con hoặc là má đi à, làm từ thiện dùm con má đi làm phước giùm con cái này tiền con gửi má đi làm dùm con chứ không phải tiền con cho má nha má đi làm dùm con à, rồi vài lần như vậy đó thì à, người mẹ có thể sẽ bớt dần cái sự phản cảm khi mà mình cho đi cho đi ha rồi dần dần quý vị sẽ hướng mẹ của mình biết bố thí nhiều hơn biết cho đi nhiều hơn thì khi mà tập bố thí nhiều dần dần thì có cơ hội để mà cải thiện cái việc này còn nếu như mà không kịp đương nhiên cái gì cũng cần có thời gian nhất là cái thói quen à, nếu như mà không kịp á thì uh, rất là khó à, rất là khó nhưng mà nó còn có cơ hội cơ hội như thế nào à, nếu như mà mẹ của quý vị đó buông được cái tâm bỏng sản buông được cái tâm bỏng sản ừ và tin vào nhân quả thì khi thân hoại mạng chung có cơ hội rất lớn sanh vào cái hàng ngạo quỷ có khả năng hưởng được phước hồi hướng quý vị cần phải nhìn nhận một chuyện đó là bây giờ cái nghiệp của mẹ mình nó tương đối nặng nha chứ không phải nó nhẹ đâu tương đối nặng cái biểu hiện như thế này nó đã là tương đối nặng rồi và nếu như mình không có kịp làm gì hết á, thì cái cảnh giới ở dưới nó không tránh được thành ra ráng à, ráng để cho mẹ của mình bớt keo kiệt bằng cách tập cho mẹ mình bố thí bước đầu tiên là bố thí giùm bố thí giùm à, tháng này con kẹt à, má đi à, tra tăng giùm con má đi bố thí giùm con má đi làm từ thiện giùm con dần dần hướng dẫn cho mẹ của mình đi lên cái bước tiếp theo để dần dần buông dần cái tánh hạ tiện đi buông dần cái tánh keo kiệt nắm giữ tài sản đi có khả năng cho ra rồi tin vào nhân quả thì dần dần nói dần dần nếu như mà cái phước đủ lớn ha, Phước đủ lớn thì không phải lo phải rơi vào khổ cảnh Nhưng nếu như không đủ lớn mà không kịp chứ nó không kịp mà phải rơi vào khổ cảnh thì vẫn có cơ hội rất lớn là rơi xuống cái hàng ngạ quỷ hưởng được Phước hồi hướng thì khi rơi vào cái hàng ngạ quỷ mà hưởng được phước hồi hướng này đó quý vị tiếp tục làm phước ha làm phước cúng dường làm cây tăng rồi sau đó hồi hướng phước cho mẹ của mình thì nhờ như vậy đó cái cơ hội mà mẹ của quý vị hưởng được cái phước hồi hướng đó thoát khỏi cảnh giới đau khổ nó vẫn là rất lớn đấy thì đó là cái lời đề nghị của sư